Hi, xin chào anh chị em và các bạn. Mời anh chị em và các bạn quay lại với channel của Tokyo Camera. Ngay lúc này đây, hôm nay bây giờ là ngày mùng 9 tháng 11 của năm 2021. Và ngay tại những thời điểm đầu tiên thì Tokyo Camera đã hân hạnh lại được trên tay sản phẩm mới nhất của nhà DJI. Đây chính là sản phẩm DJI Mavic 3. Hiện nay thì Tokyo Camera đã có sẵn hàng phân phối cho sản phẩm này. Mời anh chị đặt hàng về web tokyocamera.vn. Và ngay tại thời điểm này, Tokyo Camera cũng như anh chị rất phân vân là liệu sau khoảng thời gian 3 năm thì chiếc Mavic 3 có những cải tiến gì đột phá, có chất lượng hình ảnh ra sao và như thế nào so với người tiền nhiệm DJI Mavic 2 Pro. Đó. Hôm nay em sẽ trên tay và sẽ có một số các cái clip cũng như hình ảnh so sánh thông số thực tế giữa hai máy trong cùng một điều kiện. Mời anh chị em cùng đón xem. Join us as we explore some of the most exciting features of DJI Mavic 3.